Sáng ngày 21 tháng 8, vận động viên Dương Thúy Vi đã bước vào nội dung thi đấu thứ hai của mình môn ủ su là thương thuật nữ. Giống như bài thi kiếm thuật nữ ở ngày thi đấu trước, Dương Thúy Vi bị xếp thi gần cuối và phải chịu áp lực lớn từ đối thủ chủ nhà đã giành điểm số rất cao 9,66. Tuy nhiên, Thúy Vi đã thể hiện bản lĩnh của mình khi thực hiện hoàn hảo bài thi và không mắc sai lầm nào để đạt 9,67 điểm, vừa đủ để vượt qua vận động viên chủ nhà để giành tấm huy chương vàng thứ hai của mình tại SEA Games 29. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ ba của ủ su Việt Nam tính đến thời điểm này.